Vợ Đức Tiến mỗi ngày đều ra thăm mộ chồng sau khi linh cữu chồng được an táng. Vợ Đức Tiến tiết lộ điều đặc biệt xảy ra với vòng hoa của hai mẹ con khi đưa tiễn nam diễn viên. Đã hơn một tuần kể từ ngày Đức Tiến được gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhờ được nhiều người chung tay hỗ trợ, anh được chôn cất ở một nghĩa trang rộng lớn, khang trang ở Mỹ. Trên trang cá nhân, Bình Phương, vợ của Đức Tiến, vừa có bài đăng chia sẻ về tình hình sau tang lễ của chồng. Cô cho biết, mỗi ngày đều ra thăm mộ của Đức Tiến kể từ khi chôn cất anh. Cô cho biết, bé mèo nó nhớ và đòi gặp cha dù đã được chôn cất cách nay hơn 7 ngày. Đó là một tình huống đầy xúc động và khó khăn cho gia đình. Bé mèo còn quá nhỏ để hiểu hết về khái niệm cái chết, nhưng cô bé cảm nhận được sự vắng mặt đột ngột của cha mình. Mẹ của bé mèo, Hoa hậu Bình Phương, cố gắng giải thích cho con hiểu rằng cha đã đi xa và sẽ không trở lại nữa. Nhưng đối với một đứa trẻ 4 tuổi, những lời giải thích ấy chỉ làm tăng thêm sự hoang mang và buồn bã. Bé mèo vẫn luôn hỏi, khi nào cha về, hoặc con muốn gặp cha mẹ ơi. Tương lai của bé mèo sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ sự mất mát này. Tuy nhiên, với sự quan tâm và tình yêu thương của mẹ, bé mèo sẽ dần học cách đối mặt và vượt qua nỗi đau. Chị Bình Phương quyết tâm trở thành chỗ dựa vững chắc cho con, đồng thời tìm đến sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè để giúp bé mèo không cảm thấy cô đơn. Ngoài ra, Bình Phương cũng chia sẻ một chi tiết lạ khiến cô vô cùng bất ngờ. Đó là vòng hoa của cô và con gái khi đưa tiễn Đức Tiến nay bỗng dưng chuyển qua màu hồng. Trên trang cá nhân cô viết, Bình Phương đến thăm anh Đức Tiến mỗi ngày, hoa của vợ và con chuyển từ trắng sang màu hồng sau 4 ngày chôn cất. Màu sắc yêu thích nhất của Bình Phương và bé mèo, Bình Phương chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè của vợ chồng Đức Tiến đã để lại bình luận, bày tỏ bất ngờ trước sự thay đổi của vòng hoa sau 4 ngày chôn cất nam diễn viên. Nhiều người cũng không quên động viên Bình Phương cố gắng vượt qua nỗi mất mát này để tiếp tục chăm lo cho con gái nhỏ. Chị cố gắng mạnh mẽ lên, tương lai phía trước là bé mèo, anh Tiến mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con và luôn che chở cho hai mẹ con được bình an, một khán giả nhắn nhủ đến vợ của Đức Tiến. Trước đó, Bình Phương đã gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã chia buồn cũng như chung tay hỗ trợ gia đình cô trong thời điểm tang gia bối rối. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Bình Phương và bé Madison Hoàng đã vô cùng đau buồn tiễn đưa chồng, cha của chúng con, là MC, tài tử Đức Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả là nhờ vào tình yêu thương của mọi người, những tình cảm đó đã giúp gia đình Bình Phương có thêm nghị lực để đối diện với sự mất mát này. Và anh Đức Tiến đã có được một tang lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng và đầy đủ, Bình Phương viết trên trang cá nhân. Đức Tiến và Bình Phương kết hôn vào năm 2010. Đến năm 2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng ra đời để chăm lo vợ con. Cố diễn viên làm việc rất chăm chỉ, đôi khi nhận nhiều việc cùng lúc. Ngoài thời gian cho công việc, anh rất quan tâm và yêu thương vợ con.